Sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Y tế tổ chức hội thảo trực tuyến toàn quốc về tổ chức dạy học trực tiếp đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong các cơ sở giáo dục. Dự tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học và các địa phương thống nhất cần có sự thích ứng linh hoạt, xây dựng lộ trình cụ thể để mở cửa các cơ sở giáo dục trên toàn quốc. Tại Hưng Yên, tỷ lệ tiêm đủ 2 mũi vaccine cho giáo viên và học sinh từ 12 tuổi trở lên cao. Các cơ sở giáo dục đã chủ động xây dựng phương án chuẩn bị các điều kiện để đón học sinh trở lại. Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng yêu cầu Sở Y tế phối hợp với các địa phương tổ chức rà soát để nhanh tiến độ tiêm vét, tăng tỷ lệ bao phủ vaccine. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế và các huyện, thị xã, thành phố căn cứ diễn biến dịch bệnh tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc mở cửa trường học, xây dựng phương án xử lý khi có dịch bệnh trong nhà trường. Trong trường hợp học sinh kết hợp học trực tiếp và trực tuyến, đồng chí yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thống nhất phần mềm dạy học và đảm bảo chất lượng đường truyền.